Nếu mà lấy mà làm sườn nhà mình thì phải tiêu chuẩn là mình như này này. Cô làm nghề thịt được 13 năm. Miếng thịt nào chỗ nào ngon, chỗ nào mông hay vai. Miếng này là chuẩn ngon. Miếng này là chuẩn ngon. Trong quá trình thái thịt và đến bây giờ khâu ướp thịt. Cái này là để qua đêm luôn đúng không anh? Ướp thịt để qua đêm để chuẩn bị cho ngày mai. Để bằng ngăn mát của anh. Xếp từng miếng ra hộp. Ngấm gia vị vào từng miếng.
lấy cái nồi to mới về nấu hả nha. Hôm qua lại không đủ thì sang bên kia lấy khó. Lợn ra. Em bệnh thịt thì toàn tươi mới. Vẫn thật đẹp anh. Bà Huế bà sinh gái ấy, thì quay mặt vào Huế. Anh xấu trai đến quay. Thank you.
Thank you.
xíu rồi. Thank you.